Xin chào các bạn, vậy là hai trận đấu đầu tiên của lượt hai vòng bảng thuộc khuôn khổ bảng A đã diễn ra và có kết quả cụ thể như sau. Trận đầu tiên, đội tuyển Trung Quốc lại tiếp tục có một kết quả hòa với tỷ số 0-0 với đội tuyển Liban, đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng A. Đây là một kết quả ngoài mong đợi và đầy bất lợi với đội tuyển Trung Quốc, khi ở lượt cuối của vòng bảng họ sẽ phải đối đầu với chủ nhà Qatar, đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng A. Còn ở trận đấu thứ hai, chủ nhà Qatar lại tiếp tục thị uy sức mạnh của nhà đương kim vô địch, khi chiến thắng sát nút 1-0 trước đội tuyển Tajikistan. Với chiến thắng này, Qatar nghiễm nhiên trở thành đội bóng đầu tiên chắc suất vào vòng 1/8 tại ASEAN Cup năm nay. Với ngôi đầu bảng A, sau hai trận đầu tiên của lượt hai vòng bảng, bảng xếp hạng ASEAN Cup đã có những thay đổi như sau. Chắc chắn đứng đầu bảng A, dù chưa đấu lượt cuối vòng bảng với đội tuyển Trung Quốc là đội chủ nhà, kim nhà đương kim vô địch ASEAN Cup, là đội tuyển Qatar đang có 6 điểm. Đang tạm đứng nhì bảng là đội tuyển Trung Quốc với 2 điểm. Tạm xếp vị trí thứ 3 là đội tuyển Tajikistan có 1 điểm và tạm xếp cuối bảng A là đội tuyển Liban cũng có 1 điểm. 5 bảng đấu còn lại vẫn chưa có gì thay đổi khi các trận đấu chưa diễn ra. Nhất bảng B vẫn tạm là đội tuyển Úc. Nhất bảng C vẫn tạm là đội tuyển Iran. Nhất bảng D vẫn đang tạm là đội tuyển Nhật Bản. Nhất bảng E vẫn đang tạm là đội tuyển Jordan. Và nhất bảng F vẫn đang tạm là đội tuyển Thái Lan. Sau đây, ngày mai, thứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2024, hai trận đấu lượt hai vòng bảng thuộc khuôn khổ bảng B sẽ tiếp tục diễn ra cụ thể như sau. Trận đấu thứ nhất, vào lúc 18:30 phút, trên sân vận động Yassin bin Hamad, đội tuyển Syria sẽ đấu với đội tuyển Úc. Trận đấu thứ hai, vào lúc 21:30 phút trên sân vận động Ahmed bin Ali, đội tuyển Ấn Độ sẽ đấu với đội tuyển Uzbekistan. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ kênh nếu thấy video hữu ích nhé. Hẹn các bạn ở video cập nhật ASEAN Cup vào ngày mai nhé.